hoặc có người thấy rồi mà được điều phục hoặc có người nghe rồi mà được điều phục hoặc có người nghĩ nhớ mà được điều phục hoặc nghe được âm thanh mà điều phục hoặc nghe được danh hiệu mà điều phục hoặc thấy được viên quang mà điều phục hoặc thấy được lưới quang mà điều phục tùy tâm ưa thích của chúng sinh đều đến chỗ họ khiến cho họ được lợi ích phật tử tất cả bồ tát tại rừng thệ đa này vì muốn thành thục các chúng sinh cho nên có lúc hiện xứ sở có đủ thứ nghiêm sức trong các cung điện hoặc có lúc thị hiện ở lầu các báu trên tòa sư tử chúng hội đạo tràng cùng vây quanh khắp cùng mười phương đều khiến cho chúng sinh thấy được mà cũng không lìa khỏi chỗ như lai trong rừng thệ đa này phật tử các bồ tát này hoặc có lúc thị hiện vô lượng mây hóa thân hoặc hiện độc thân không bạn bè như là hoặc hiện thân sa môn hoặc hiện thân bà la môn hoặc hiện thân khổ hạnh hoặc hiện thân mập khỏe hoặc hiện thân y vương hoặc hiện thân thương chủ hoặc hiện thân tịnh mạng hoặc hiện thân kỹ nhạc hoặc hiện thân phụng sự chư thiên, hoặc hiện thân công xảo kỹ thuật đi đến tất cả tụ lạc xóm làng, thành thị thủ đô, chỗ các chúng sinh, tùy theo sự ứng hóa dùng đủ thứ hình tướng, đủ thứ oai nghi, đủ thứ âm thanh, đủ thứ lời nói, đủ thứ trụ xứ nơi tất cả thế gian giống như lưới đế thích hành bồ tát hạnh hoặc nói tất cả công việc sự nghiệp của thế gian, hoặc nói nhất thiết trí huệ, đèn sáng thế gian, hoặc nói tất cả chúng sinh nghiệp lực trang nghiêm, hoặc nói mười phương cõi nước kiến lập các thừa vị, hoặc nói cảnh giới đèn trí huệ chiếu tất cả pháp, giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh, mà cũng chẳng lìa chỗ như lai trong rừng thẹ đa này. Bấy giờ, Bồ Tát văn thù sư lợi, từ lầu cát thiện trụ đi ra với vô lượng Bồ Tát đồng hạnh, cùng với các vị thần kim cang thường theo thị vệ, các thân chúng thần khắp vì chúng sinh cúng dường chư Phật, các túc hành thần từ lâu đã phát thệ nguyện kiên cố thường tùy tùng, chủ địa thần thích nghe diệu pháp, chủ thủy thần thường tu đại bi.